toy. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Khánh đi mua trái cây để ăn mừng ông nội trở về nhà đấy các bạn. Đây, bác cá xanh. Rồi, đi.
Ôi, chào tất cả các bạn. Thì hôm nay ông nội và đã trở lại với Savoy và Sơ. Thì hôm nay có mua một chiếc bánh kem đây, còn gấu các bạn. Thì có tiêu đề là chào mừng ông nội đã quay trở lại đây các bạn nhé. Hôm nay sẽ món gọi là rất là đặc biệt để chào mừng ông nội trở về. Hôm nay Samoy và Sơ cùng với Thánh cùng với ông nội và Khải đi ra ngoài để tổ chức một cái bữa gọi là chào đón ông nội trở về. Thì đến đây thì có trái kiwi đây các bạn, đây là kiwi. Đây là kiwi đây các bạn, đó. Rồi, và đây kem đây các bạn. Dưa chuột đây. Chuột này nữa đây. Chào đón ông nội thì có một cái bữa rất là thị trọng đây các bạn. Chuột. Sám.
I
Bye bye. Thank you.